Một căn nhà kế công viên lại có thang máy rất tuyệt vời. Căn nhà này là quý vị, ngang 6 mét nha, dù là 21 mét một trệt, 3 lầu, đã có hoàn công, sổ hồng riêng đã hoàn công. Đường trước nhà đây là căn nhà của chúng ta. Quý vị hãy theo dõi hết video nha, nhớ đăng ký kênh nha. Nhà của chúng ta sẽ có cửa cuốn này, rồi cửa nhôm xịt pha kính cường lực. Rồi tiếp theo chúng ta vô phòng khách luôn. Đây là phòng khách của căn nhà, từ trong nhìn ra ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô thang máy này, tầng G này. Mình sẽ lên lầu 1. Lầu 1, lầu 2 thì mỗi lầu là có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh bên trong luôn. Lầu 1 đây là phòng ngủ phía trước nha. Bốn phòng ngủ đều như vậy luôn, đều có nhà vệ sinh bên trong. Cái phòng ngủ lầu 1 này thì View này không là view ra công viên nha quý vị nha. Đó, view này là công viên ở đây có rất là nhiều các cái tiểu cảnh, con voi. Còn tiếp theo là cái phòng ngủ phía sau này. Đấy, phòng ngủ này cũng rất lớn nha, ánh nắng nhà mặt vệ sinh. trời. Đây, view công viên, chọn công viên luôn nè. Đó, chọn cảnh công viên luôn quý vị nhé. Sân thượng mình bước ra mình thấy nè, đó view công viên rất rất đẹp luôn. Đây công một căn nhà kế công viên lại có thang máy rất tuyệt vời. Căn nhà này là quý vị, ngang 6 mét nha, dù là 21 mét một trệt, 3 lầu, đã có hoàn công, sổ hồng riêng đã hoàn công. Đường trước nhà đây là đường chính luôn quý vị. Ở đối diện sẽ là một cái trường mầm non luôn, trường mầm non của cái dự án này đang xây dựng luôn quý vị nha. Lát nữa mình lên trên cao mình sẽ thấy được cái ngôi trường đang xây dựng này. Ở đây là một căn nhà trong dự án khu đô thị 5 sao và sổ hồng riêng đã hoàn công. À, căn nhà của chúng ta là có thang máy luôn quý vị ơi. Đây này, căn nhà này nha, ngang 6 mét, dài 21 mét, đường là đường hai chiều và lề đường trước nhà là 5 mét, chúng ta có thể đậu xe hơi được luôn nha. Phòng khách mình vẫn có thể đậu được xe hơi. Đây là căn nhà của chúng ta. Quý vị hãy theo dõi hết video nha, nhớ đăng ký kênh nha. Nhà của chúng ta sẽ có cửa cuốn này, rồi cửa nhôm xịt pha kính cường lực. Rồi tiếp theo chúng ta vô phòng khách luôn. Đây là phòng khách của căn nhà, rất là sang trọng nha. Căn này có chiều ngang là ngang 6, dài 21, ở giữa mình có thang máy và thang bộ luôn. Rồi tiếp theo là cái thang máy này, lát nữa mình sẽ đi lên thang máy lầu 1, lầu 2, lầu 3 luôn nha. Đây là thang máy. Rồi phía sau này là có thang bộ đi lên này. Rồi ở đây thì mình có khu vực bếp, bếp rất rộng nha, bếp rất rộng rãi. Các cái tủ bếp này làm bằng gỗ đỏ hết nên là rất là chắc chắn và bền. Rồi phía sau này khoảng sân sau là 3 mét quý vị đã lợp cho chúng ta. Rồi phía sau này thì có một cái nhà vệ sinh ở đây nha. Hiện tại thì còn một số đồ đạc này. Đó, nhà còn mới nha, chưa ở. Cái đồ này là dọn từ nơi khác tới nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vô đây luôn. Đây là khu vực bếp. Đó. View nhìn từ trong nhìn ra ngoài rất là thoáng. Căn này nằm trong khu đô thị Nam Town Eco City. Ở khu sinh thái này nó khoảng tầm 600 hecta quý vị ạ. 600 hecta và nó cách chợ Bình Chánh là 3 cây số. Đó, view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô thang máy này, tầng G này. Mình sẽ lên lầu 1. Lầu 1, lầu 2 thì mỗi lầu là có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh bên trong luôn. Rồi, mình đi thang máy lên lầu 1 này quý vị. Đó, đây là view nhìn trong thang máy nhìn ra nha. Đó, đối diện là một cái căn trường mầm non và trường này là trường quốc tế nha. Ở đây thì có nhiều tiện ích rồi. Bây giờ có công viên này, công viên nước, công viên cây xanh. Rồi ở sân đá banh, sân tennis, sân bóng rổ. Đây là lầu 1 quý vị. Lầu 1 đây là phòng ngủ phía trước nha. Bốn phòng ngủ đều như vậy luôn, đều có nhà vệ sinh bên trong. Cái phòng ngủ lầu 1 này thì không có ban công ra ngoài, có cửa sổ thôi. Còn lầu 2 thì sẽ có ban công. Đây là cái nhà vệ sinh. Tất cả các cái cửa ở đây làm bằng gỗ hết quý vị ạ. Đây, nhà vệ sinh bên trong có vách ngăn luôn nha. Bốn phòng ngủ đều như vậy luôn. Rồi, đây là khoảng không gian bên ngoài mà mình có thể làm tủ đựng đồ, tủ quần áo. Đó, mình để ngoài. Còn đây là cái phòng phía sau. Phòng phía sau thì có view ra công viên luôn quý vị ạ. Đấy, phòng này rất lớn nha. Mình tới thực tế thì mình xem nó sẽ rất là lớn. Rồi nhà vệ sinh bên trong có vách ngăn luôn. Rồi, đằng sau này Huy sẽ cho quý vị xem cái view cực kỳ đẹp luôn. Đây, view này là view ra công viên nha quý vị nha. Đó, view này là công viên. Công viên ở đây có rất là nhiều các cái tiểu cảnh, con voi. Đó, rất là đẹp luôn. Sát công viên lớn của dự án luôn. Rồi xung quanh thì nhà dân đã ở cũng khá nhiều rồi nha.
Căn này thì Huy sẽ báo giá vào cuối video, quý vị hãy theo dõi hết video. Huy sẽ luôn luôn quay hết video và sẽ báo giá. Rồi bây giờ chúng ta cùng lên lầu 2 luôn. Lầu 2 nó cũng giống như lầu 1 luôn. Lầu 2 giống lầu 1 và chỉ khác là mình có phòng ngủ phía trước thì mình có cái ban công nhìn ra đằng trước. Ban công này mình có thể nhìn ra ngoài trường mầm non quốc tế đang xây dựng. Bây giờ mình đã lên lầu 2 rồi. Lầu 2 đây quý vị. Để giờ mình đi thang máy không? Đây cũng có không gian bên ngoài để chúng ta ngay cầu thang đi lên để chúng ta đựng đồ, làm tủ đựng đồ. Đây là phòng ngủ lầu 2 này. Tổng cộng ở trên lầu 3 cũng có hai cái phòng nhỏ nữa, thế là 6 phòng tất cả. Ở đây lầu 2 thì mình có phòng ngủ phía trước này, mình có ban công. Đó. Đây là cái mẫu của nhà của dự án ở đây. Đó, phía trước quý vị có thể thấy là cái trường tiểu học đang xây dựng. Cái trường tiểu học của dự án đang xây dựng. Đây là view đường của chúng ta. Ngay công viên nước luôn. Và phía bên này là công viên lớn. Đó. Nhà chúng ta gần hai công viên, gần trường học. Là cái vị trí rất là đẹp, rất rất đẹp luôn quý vị. Vị trí rất đẹp nha. Còn tiếp theo là cái phòng ngủ phía sau này. Đấy, phòng ngủ này cũng rất lớn nha, nhà vệ sinh bên trong, có vách ngăn đàng hoàng luôn. Đây là phòng phía sau của chúng ta cũng view rất đẹp, view ra công viên quý vị. Căn này là hướng hướng đông đón ánh nắng mặt trời. Đây, view công viên, chọn công viên luôn nè. Chọn cảnh công viên luôn quý vị nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là lầu 2. Rồi mình lên lầu 3 mình còn thấy được đẹp hơn nữa. Bây giờ mình cùng lên lầu 3 quý vị ạ. Nhớ đăng ký kênh nha. Đây, mình đi thang máy luôn, lên lầu 3. Thang máy này đi từ tầng trệt lên lầu 3 luôn. Lầu 3 thì có thêm hai phòng, một phòng thờ, một phòng kho, hoặc là anh chị có thể làm một cái phòng dành cho người giúp việc nếu nhà mình có người giúp việc. Đó. Chúng ta lên lầu 3 rồi này. Ở đây là công trình này là xây dựng rất chắc chắn, đổ ép cọc, đổ móng rất chắc chắn và tất cả là đúc bê tông thật hết. Đây là lầu 3. Ở cái phòng trước này mình có thể làm phòng thờ, có cửa đi ngoài sân thượng nha. Thang cuốn, thang máy đi lên đây hết. Phía sau này còn một cái phòng để dành cho người giúp việc. Bây giờ mình sẽ đi vô từng phần nha. Đây là phòng thờ. Rồi đây là cái sân thượng, mình bước ra mình thấy nè. Đó, view công viên rất rất đẹp luôn. Đây công viên trung tâm của dự án. Rồi xung quanh này mình có thể thấy được rất nhiều thứ. Đó, đối diện mình có thể thấy công trường mẫu giáo mầm non đang xây dựng này. Đó, công trường này đang xây dựng luôn. Đây là trường quốc tế luôn nha. Đó. Và đằng trước mình là con đường trước nhà mình. Đây, con đường trước nhà. Đối diện có sân golf này nha. Và ở đây thì có phòng khám đa khoa quốc tế luôn. Đó, đây, view sân thượng đằng trước. Đó, rất rất đẹp. Căn nhà ngang 6 dài 21. Đây, view đây. Rất rất đẹp luôn. Đó. Rồi cái phòng này là phòng thờ nữa vậy. Phòng này làm phòng thờ hoặc phòng gì cũng được. Có nhiều anh chị cũng không thờ nha, mình tùy theo người. Đó. Và đây là phòng phía sau. Phòng này có nhà vệ sinh bên trong luôn, dành cho người giúp việc hoặc người nào cũng được. Đó. Gia đình mà đông thành viên thì ở cái phòng này cũng kín đáo, cũng có nhà vệ sinh, nhà tắm bên trong luôn. Rồi đằng sau này là cái sân phía sau của lầu 3. Đó, sân này thì view công viên phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đây, quý vị có thể thấy chọn cảnh công viên này luôn. Đó, rất là rất đã luôn nha. Đó, view rất đẹp. Đó, đó là một cái căn nhà quá đẹp trong khu 5 sao quý vị ạ. Nếu quý vị quan tâm về căn nhà này, liên hệ ngay với Huy để được đi xem nha. Đây là căn nhà ngang 6 dài 21, 3 lầu. Tổng cộng tất cả là 6 phòng lớn nhỏ, 4 phòng ngủ chính và 2 phòng phụ nữa nha. Và căn nhà mặt tiền 621 có thang máy luôn. Căn này rất gần công viên lớn, hai công viên luôn. Và giá đầy đủ là 7 tỷ rưỡi. Còn thương lượng giá đầy đủ là 7 tỷ rưỡi nha quý vị. 7 tỷ rưỡi, nếu quan tâm thì liên hệ với Huy. Nhớ đăng ký kênh nha. Ở trong này thì Huy cũng có nhà cho thuê. Nếu anh chị nào muốn thuê nhà thì giá tầm khoảng 12 triệu một căn như vậy nha. 12 triệu là những căn không có thang máy. 12 triệu một căn. Còn bên khu 5 sao 1 thì giá từ 7 triệu một căn nhà nguyên căn. Đến chỉ có nhu cầu cho thuê. Ngoài ra thì Huy còn đất nền. Đất nền trong khu này cũng có và khu bên kia cũng có. Giá tầm từ hơn 2 tỷ một lô thôi. Nếu quan tâm liên hệ với Huy. Nhớ đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.